trước đã sám hối những phiền não chướng, nghiệp chướng. Nay theo thứ lớp giải bài những quả báo chướng còn lại, xin sám hối hết thảy. Trong kinh nói, khi nghiệp báo đã đến, cho dù trốn trong không trung, trong biển, trong hang núi, không có chỗ nào thoát khỏi được quả báo. Chỉ có sức sám hối mới có thể diệt trừ. Vì sao biết được? Vì như ông Thích Đề Hoằng Nhân, khi thấy năm tướng suy hiện ra, trong lòng khiếp sợ, bèn chí thành quy y Tam Bảo, thì năm tướng ấy liền tiêu diệt, lại còn thêm tuổi thọ. Những chuyện như thế trong kinh rất nhiều, không phải là một. Thế mới biết sự sám hối hay diệt trừ được tai họa. Song kẻ phàm phu nếu không gặp bạn tốt dẫn đường, thời không có việc ác nào mà không làm. Đến nỗi khi sắp chết, cảnh địa ngục gớm ghê hiện ra trước mắt, chính lúc ấy lại hối hận sợ hãi. Ôi ngày trước không tu điều lành, để đến ngày cùng ăn năn, thì ăn năn sao kịp. Phước báo hay tai ương tự mình gieo trồng từ trước, thì nay cứ thẳng lối mà vô địa ngục, vào vạc dầu sôi, thân tâm tan nát, tinh thần thống khổ. Tới lúc đó, dầu muốn lại Phật hay sám hối một câu cũng không dễ gì được nữa. Vì thế, tất cả mọi người chớ ỷ mình tuổi trẻ, sức mạnh, có tiền tài, thế lực mà lười biếng giải đãi, tự ý buông lung. Một khi khổ chết đã đến thì không luận già, trẻ, nghèo, giàu, sang, hèn đều tiêu ma hết. Quỷ vô thường đến thình lình không cho ai biết trước. Mạng người vô thường như giọt sương mai, một hơi thở ra, thở vào không được là xong một đời. Do vậy, phải mau thức tỉnh tu hành, ai cầu sám hối. Nếu không, sứ giả của vua Diêm La đến cho dầu tuổi trẻ, sức mạnh đến đâu cũng không thể tránh. Lúc đó, cho dù có nhà lầu, xe hơi, vàng bạc, ngọc ngà, châu báu, vợ con, quyến thuộc, không đem theo được, để lại cho người khác hưởng. Còn mình thì chỉ đem theo cái tội hay phước mà thôi. Vì thế, tất cả mọi người hãy phát tâm dõng mãnh tinh tấn tu hành, gieo trồng phước đức, tẩy trừ tội lỗi. Giải oan Thích Kiết, dịch giả Hòa thượng Thích Viên Giác. Ngày nay đại chúng đồng nghiệp trong đạo tràng, trước hết là hướng về nơi tứ sinh lục đạo mà sám hối ác nghiệp của thân. Kinh dạy rằng, có thân thời có khổ, không thân thời không khổ. Thế thì thân này là nguồn gốc của khổ. Những ác báo khốc liệt trong ba đường dữ đều do thân mà có. Chứ chưa thấy việc gì người làm mình chịu, hay mình làm người chịu. Mình làm mình chịu, mình gây nhân mình tự chịu quả. Nếu tạo thành một nghiệp, tội đã không bờ bến, huống nữa chung thân làm ác, tội biết bao nhiêu. Nay ta chỉ biết có thân ta, không biết có thân người. Chỉ biết có ta đau khổ, không biết có người đau khổ. Chỉ biết có ta cầu an vui, không biết người cũng cầu an vui. Vì ngu si nên chúng ta sinh tâm bỉ ngã, sinh tưởng oán thân, nên có oán thù cùng khắp lục đạo. Nếu không giải oán kiết thì biết lúc nào ra khỏi lục đạo. Cứ ở mãi trong ấy kiếp này sang kiếp khác, há không đau lòng sao? Hôm nay đại chúng khởi tâm dõng mãnh sinh đại hổ thẹn, làm lễ đại sám hối, quyết lòng khiến một niệm cảm mười phương Phật, một lạy đoạn trừ vô lượng oán kiết. Đồng nhau một lòng tha thiết đảnh lễ, quy y thế gian đại từ bi phụ. Nam mô Thích Ca Mâu Ni Phật, Nam mô Bảo Đăng Phật, Nam mô Vô Lượng Âm Phật, Nam mô Minh Ý Phật, Nam mô Công Đức Phẩm Phật,
Nam mô vô biên hạnh Phật, Nam mô khai hoa Phật, Nam mô phước đức Phật, Nam mô tùy thời Phật, Nam mô quản ý Phật, Nam mô công đức kính Phật, Nam mô thiện tịch diệt Phật, Nam mô thượng tinh tấn Bồ Tát, Nam mô vô biên thân Bồ Tát, Nam mô Quán Thế Âm Bồ Tát, Nam mô Đại Thế Chí Bồ Tát. Lại quy y như vậy, mười phương tận hư không giới hết thảy tam bảo, nguyện xin nhờ Phật lực, Pháp lực, Bồ Tát lực và hết thảy hiền thánh lực, khiến tất cả chúng sanh có oán thù trong tứ sinh lục đạo đồng đến đạo tràng. Mọi người trong đại chúng đều sám tà, tâm niệm, miệng nói lời như thế này: chúng con từ vô thủy vô minh trú địa trở lại cho đến ngày nay, do vì nhân duyên ác nghiệp của thân hoặc đối với các cõi trời, cõi người mà gây thù kết oán, hoặc đối với loài Atula, loài ngạ quỷ, loài địa ngục mà gây thù kết oán, nguyện nhờ Phật lực, Pháp lực, Bồ Tát lực và hết thảy hiền thánh lực, khiến các chúng sanh có tâm oán hận ba đời ở trong tứ sinh lục đạo, hoặc có oán thù hay không phải oán thù, hoặc khinh hoặc trọng, nhờ sự sám hối hôm nay mà tội lỗi đều tiêu diệt, thân tâm được thanh tịnh, không còn chịu đau khổ trong ba cõi, sinh ra nơi nào cũng thường gặp được chư Phật. Lại nữa, những người hiện đồng sám hối hôm nay, từ vô thủy sinh tử trở lại cho đến ngày nay, vì nhân duyên ác nghiệp của thân mà gây thù kết oán với hết thảy chúng sinh trong ác đạo, hoặc do vì sân hận, hoặc do vì tham ái, hoặc do vì ngu si, từ ba độc căn ấy mà sinh ra mười ác nghiệp, ưa giết hại cầm thú, đoạn mạng trâu dê vân vân, hoặc vì ruộng vườn, hoặc vì nhà cửa, hoặc vì tiền tài, trở lại giết hại lẫn nhau. Lại nữa, từ vô thủy trở lại cho đến ngày nay, hoặc vì lợi dưỡng mà giết lầm chúng sanh, hoặc giả làm thầy thuốc châm chích bách tính, những tội như vậy oán thù vô lượng, ngày nay sám hối, nguyện xin trừ diệt. Lại nữa, từ vô thủy cho đến ngày nay, hoặc làm chúng sanh đói khát, hoặc giật lương thực của người, hoặc bức ép chúng sanh uống mặn, nuốt đắng, hoặc đoạn nước uống của người, bao nhiêu nghiệp ác như vậy sinh ra oán thù, ngày nay sám hối, nguyện xin trừ diệt. Lại nữa, từ vô thủy trở lại cho đến ngày nay, xa lìa minh sư, thân cận bạn ác, do thân ba nghiệp gây tạo bao nhiêu tội lỗi, buông lòng giết hại người vô tội một cách yểu uổng, hoặc phá triệt ao hồ, bít lấp ngòi rãnh, não hại các loài lớn bé dưới nước, hoặc thiêu đốt núi rừng, hoặc bủa giăng chài lưới, sát hại tất cả chúng sanh dưới nước, oán thù như vậy vô lượng vô biên, ngày nay sám hối, nguyện xin trừ diệt. Lại nữa, từ vô thủy trở lại cho đến ngày nay, tâm không từ bi, hạnh không bình đẳng, dặn cân bẻ móc, giàu già ra non, đông đầy gạt lưng, xâm lấn người hèn hạ, hoặc phá hại làng xóm, giành giật cướp đoạt, cắp trộm của người để cung cấp cho mình, thiếu lòng thành tín, sát hại lẫn nhau, những oán thù như vậy vô lượng vô biên, ngày nay sám hối nguyện xin trừ diệt. Lại nữa, từ vô thủy trở lại cho đến ngày nay, tâm không từ bi, hạnh không từ bi, đối với chúng sanh trong sáu đường,
làm đủ mọi điều khổ sở, hoặc đánh đập bà con, không kể đạo tình quyến thuộc, hoặc trói buộc giam cầm ngục tối, hoặc tra khảo ngửa nghiêng, đâm bắn thương tích, hủy hoại thân thể, chém chặt tàn hại, lột da xẻ thịt, nấu nướng chiên xào. Những oán thù như vậy vô lượng vô biên, ngày nay sám hối nguyện xin trừ diệt. Lại nữa, từ vô thủy cho đến ngày nay, do ba ác nghiệp của thân, bốn ác nghiệp của miệng, ba ác nghiệp của ý, tạo ra những tội tứ trọng, ngũ nghịch, bao nhiêu điều ác đều làm hết. Tự ý mình tuổi cao mạng lớn, không sợ quỷ thần, chỉ sợ mình không hơn người, sợ người hơn mình, hoặc ý thế cao dòng lớn họ mà khinh người ngạo vật, gây ra oán thù như vậy. Hoặc ý mình nghe nhiều hiểu rộng mà khinh người ngạo vật, gây ra oán thù như vậy. Hoặc vì văn chương kỹ nghệ mà khinh người ngạo vật, gây ra oán thù như vậy. Hoặc vì khoe giàu xa xỉ mà khinh người ngạo vật, gây ra oán thù như vậy. Hoặc vì ăn nói sắc sảo mà khinh người ngạo vật, gây ra oán thù như vậy. Những oán thù ấy hoặc đối với hình tượng Phật Thánh không tâm cung kính mà sinh ra, hoặc đối với Hòa Thượng A Xà Lê mà sinh ra, hoặc đối với các bậc thượng tọa, trung tọa, hạ tọa chung ở với nhau mà sinh ra, hoặc với quyến thuộc của những người đồng tu học mà sinh ra, hoặc đối với cha mẹ bà con thân thích mà sinh ra. Những oán thù như vậy vô lượng vô biên, ngày nay sám hối nguyện xin trừ diệt. Lại nữa, từ vô thủy trở lại đến ngày nay, hoặc đối với các loài trời, loài người mà sinh thù kết oán, hoặc đối với loài Atula, loài địa ngục mà sinh thù kết oán, hoặc đối với các loài súc sinh, loài ngạ quỷ mà sinh thù kết oán, rộng ra cho đến đối với hết thảy các loài chúng sinh trong mười phương mà gây thù kết oán. Những tội ác ấy vô lượng vô biên, ngày nay sám hối nguyện xin trừ diệt. Lại nữa, chúng con từ vô thủy trở lại cho đến ngày nay, hoặc vì tật đố, hoặc vì xiểm khúc để cầu cho mình hơn người, hoặc vì danh dự, hoặc vì quyền lợi mà theo ngoại đạo tà kiến, không biết hổ thẹn, gây thù kết oán như vậy, hoặc nặng hoặc nhẹ, tội nhân khổ quả, số lượng nhiều ít, chỉ có chư Phật, chư Đại Bồ Tát mới thấy hết, biết hết. Nguyện xin chư Phật, chư Đại Bồ Tát rủ lòng thương xót chúng con. Như chúng con từ vô thủy trở lại đây, đã tạo ra bao nhiêu tội lỗi, hoặc tự làm, hoặc dạy người làm, hoặc thấy người khác làm sinh tâm tùy hỷ, hoặc chúng con tự lấy của tam bảo, hoặc dạy người lấy của tam bảo, hoặc thấy người lấy mà sinh tâm tùy hỷ, hoặc có che giấu, hoặc không che giấu các tội nói trên. Như chỗ chư Phật, chư Đại Bồ Tát đã thấy, đã biết, tội lượng nhiều ít, đáng đọa địa ngục, ngạ quỷ, súc sinh, sa vào các đường ác, biên địa hạ tiện để chịu oán thù. Ngày nay, chúng con sám hối, nguyện xin trừ diệt hết. Thần lực của chư Phật không thể nghĩ bàn, xin Phật rủ lòng từ bi, cứu vớt hết thảy chúng sanh. Chúng con nay hướng về tứ sinh lục đạo, cha mẹ, sư trưởng, hết thảy bà con quyến thuộc mà sám hối tội đã làm, cởi mở oán thù. Nguyện xin tam bảo khiến hết thảy chúng sanh trong lục đạo có tâm oán thù chúng con đều hoan hỷ xả bỏ tất cả oán thù, không còn sinh tâm phân biệt oán thân, đối với nhau đều vô ngại như hư không. Nguyện xin từ nay trở đi cho đến ngày thành Phật, đoạn trừ hết kiếp tập phiền não. Ba nghiệp thanh tịnh không còn oán hận, tùy ý sinh lên thiên cung bảo điện. Tứ vô lượng tâm, lục ba la mật, thường hay tu hành trăm phước nghiêm thân, vạn thiện đầy đủ, an trú vào nơi đại định thủ lăng nghiêm, chứng thân kim cang.
trong khoảng một niệm, hiện thân khắp sáu đường, tế độ hết thảy chúng sanh, đồng lên đạo tràng, thành bậc chánh giác. Hôm nay đại chúng đồng nghiệp trong đạo tràng đã sám hối được thân tội, thì thân nghiệp được thanh tịnh. Còn lỗi của khẩu nghiệp nay phải sám hối. Khẩu nghiệp là cái họa môn của hết thảy oán thù. Cho nên các đức Phật đều dạy không được nói hai lưỡi, nói lời hung ác, nói dối, nói thiêu dệt. Nên biết lời nói vua nịnh quanh co, hoa mỹ hay đem lại thị phi, tai họa không phải là ít, mắc phải quả báo rất nặng. Tha ngươi, người đời, tâm ôm lòng ác độc, miệng nói lời ác độc, thân làm việc ác độc. Do ba điều ấy mà hại chúng sanh. Chúng sanh bị độc hại liền kết oán hận, thề quyết báo thù, hoặc đời này toại nguyện, hoặc chết rồi mang theo. Chúng sanh kết oán như vậy khắp cả lục đạo để báo thù nhau, không bao giờ cùng tận. Báo thù nhau như vậy đều do tuốt nghiệp đời trước đã gây ra, chứ không phải vô cớ, không có nguyên nhân. Thân ba nghiệp, miệng bốn nghiệp, những nghiệp ấy mới thật là nguồn gốc của tội ác. Người tại gia không trung hiếu, chết vào núi Thái Sơn, chịu sự thảm khốc của lửa nóng, nước sôi. Người xuất gia không vì Phật Pháp, sao sẽ thường sinh về chỗ của người ác để chịu oán thù? Oán thù theo nhau như thế đều do ba nghiệp. Trong ba nghiệp ấy, khẩu nghiệp nặng nhất, cho nên phải bắt đủ thứ quả báo đau khổ trong đêm dài mù mịt mà không hay không biết. Ngày nay đại chúng đồng nghiệp trong đạo tràng biết rằng chúng ta sở dĩ luân hồi mãi trong lục đạo đều do khẩu nghiệp, hoặc buông lời khinh khi thô tháo, miệng nói sắc sảo, biện bác xảo lanh, nói lời phù phiếm, dối trá quỷ quyệt. Lời nói không đi đôi với việc làm, nên mắc phải ác báo nhiều kiếp không thôi. Vậy đại chúng phải biết sợ hãi, hết lòng sám hối, tẩy trừ tội lỗi ấy đi. Chúng con từ khi có thần thức trở lại cho đến ngày nay, khẩu nghiệp bất thiện, không tốt đối với tứ sinh lục đạo, cha mẹ, sư trưởng, tất cả bà con. Không có điều ác gì của các người ấy mà chúng con không tuyên truyền. Chúng con nói lời thô sẵn, phát tiếng hung bạo, hủy báng chê bai, bạn bè vui chơi nhóm họp mà nói xấu, nói lời vô nghĩa. Chỉ không nói có, chỉ có nói không, thấy nói không thấy, không thấy nói thấy, nghe nói không nghe, không nghe nói nghe, làm nói không làm, không làm nói làm. Nói ngược nói xuôi như vậy, đảo lộn trời đất, để lợi mình hại người, dèm chê lẫn nhau. Nói đến mình thì bao nhiêu phước đức đều quy tụ về mình, nói đến người thì bao nhiêu điều ác độc đều đổ xô về cho người. Cho đến khen chê tố cáo thánh hiền, so lường vua tôi, cân nhắc cha con, cơ hiềm sư trưởng, hủy báng thiện tri thức, vô đạo, vô nghĩa, không ngó lại tai nạn u ách ở đời, tán hình mất mạng, đời sau thống khổ vĩnh kiếp, mắc phải quả báo ác. Giả chăng vừa cười giỡn đó, trong khoảnh khắc liền chịu vô lượng trọng tội, huống nữa dùng lời ác mà làm hại cho tất cả. Đệ tử chúng con cùng nhau từ vô thủy trở lại cho đến ngày nay, do khẩu ác nghiệp đối với các loài trời, loài người mà có oán thù, đối với loài Atula, loài địa ngục mà có oán thù, đối với loài ngạ quỷ, loài súc sinh mà có oán thù, đối với cha mẹ, sư trưởng và tất cả bà con mà có oán thù. Đệ tử chúng con hôm nay lấy lòng từ bi, đồng tu như Bồ Tát, đồng nguyện như Bồ Tát, xin thay thế cho tất cả chúng sanh mà đảnh lễ quy y thế gian đại từ bi phụ. Nam mô Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô vô biên oai đức Phật.
Nam Mô Dược Dương Phật, Nam Mô Đoạn Ác Phật, Nam Mô Tinh Tấn Quân Phật, Nam Mô Tinh Tấn Hỷ Phật, Nam Mô Hoa Đức Phật, Nam Mô Kim Cang Quân Phật, Nam Mô Kim Cang Bất Hoại Phật, Nam Mô Đại Đức Phật, Nam Mô Tịch Diệt Ý Phật, Nam Mô Thiện Trú Phật, Nam Mô Bất Hưu Tức Bồ Tát, Nam Mô Diệu Âm Bồ Tát, Nam Mô Vô Biên Thân Bồ Tát, Nam Mô Quán Thế Âm Bồ Tát. Lại quy y như vậy mười phương tận hư không giới hết thảy tam bảo. Nguyện xin nhờ Phật lực, Pháp lực, Bồ Tát lực, Hiền Thánh lực, khiến tất cả chúng sanh trong tứ sinh lục đạo giác ngộ trở lại mà đến đạo tràng. Nếu người nào có thân hình bị câu thúc trở ngại, có tâm mà không đến được, nguyện xin nhờ Phật lực, Pháp lực, Bồ Tát lực, Hiền Thánh lực thâu nhiếp tinh thần của những người ấy, khiến tất cả đều đến được đạo tràng này, thọ lãnh sự sám hối khẩu nghiệp của chúng con. Từ vô thủy vô minh trú địa trở lại cho đến ngày nay, vì nhân duyên của nghiệp ác khẩu đối với chúng sanh trong lục đạo tạo ra đủ mối oán thù, nguyện xin nhờ sức oai thần của tam bảo khiến cho tất cả oán thù kết lại trong ba đời của tứ sinh lục đạo, nhân sám hối này mà được trừ diệt. Chúng con từ vô thủy trở lại cho đến ngày nay, hoặc vì sân nhuế, hoặc vì tham ái, hoặc vì ngu si, từ ba độc căn tạo mười ác hạnh, do bốn ác nghiệp của miệng tạo ra vô lượng tội, hoặc do ác khẩu mà não loạn cha mẹ, sư trưởng quyến thuộc và tất cả chúng sanh, hoặc đối với cha mẹ khởi ra nghiệp nói dối, hoặc đối với sư trưởng khởi ra nghiệp nói dối, hoặc đối với quyến thuộc khởi ra nghiệp nói dối, hoặc đối với tất cả chúng sanh khởi ra nghiệp nói dối, hoặc thấy nói không thấy, không thấy nói thấy, hoặc nghe nói không nghe, không nghe nói nghe, hoặc biết nói không biết, không biết nói biết, hoặc vì kiêu mạn, hoặc vì tật đố khởi ra nghiệp nói dối. Những tội ác như vậy vô lượng vô biên, ngày nay sám hối, nguyện xin trừ diệt. Lại nữa, từ vô thủy trở lại cho đến ngày nay, khởi ra nghiệp hai lưỡi, thọ lãnh lời ác của người khác không thể che giấu. Đến người này nói người kia, đến người kia nói người này, làm cho người này chia rẽ người kia, làm cho người kia đau khổ, hoặc vì cười giỡn, làm cho hai bên đấu tranh nhau, cốt nhục chia lìa, phá quyến thuộc của người, xàm loạn quần thần, nhiễu hại tất cả. Những tội ác như vậy vô lượng vô biên, ngày nay sám hối, nguyện xin trừ diệt. Lại nữa, từ vô thủy trở lại cho đến ngày nay, tạo tội ỷ ngữ, nói lời vô nghĩa, lời không lợi ích, hoặc làm phiền não cha mẹ, hoặc làm phiền não sư trưởng, hoặc làm phiền não bạn đồng học, cho đến đối với hết thảy chúng sanh trong lục đạo khởi tâm não hại. Như vậy, khẩu nghiệp khởi ra oán thù vô lượng vô biên, ngày nay sám hối, nguyện xin trừ diệt. Nguyện nhờ Phật lực, Pháp lực, Bồ Tát lực và hết thảy Hiền Thánh lực, ngày nay chúng con sám hối, khiến cho tất cả oán thù ba đời trong bốn loài sáu đường, hết thảy sự gây thù kết oán hoàn toàn giải thoát, bao nhiêu tội nghiệp đều tiêu trừ, hoàn toàn không trở lại gây thù kết oán nữa, không đọa trở lại trong ba đường ác nữa, rốt ráo không trở lại trong lục đạo hòng làm khổ sở độc hại nhau nữa.
từ nay trở đi, xả bỏ tất cả các oán thù không còn phân biệt, oán, thân. Tất cả đều hòa hiệp như nước với sữa. Tất cả đều hoan hỷ như ở sơ địa. Hằng làm pháp thân từ bi quyến thuộc. Từ nay cho đến ngày thành Phật, không còn trở lại chịu quả báo trong ba cõi, đoạn ba nghiệp chướng, trừ năm bố úy, tứ vô lượng tâm, lục ba la mật tăng tấn, thâm tu, hành đạo đại thừa, vào trí huệ Phật. Hết thảy hạnh nguyện đầy như biển cả, lục thông, tam minh, thảy đều thông suốt, chứng pháp tam mật, đủ năm phần pháp thân, phát kim cang huệ, thành quả chủng trí. Ngày nay đại chúng đồng nghiệp trong đạo tràng đã được sám hối thân nghiệp rồi, khẩu nghiệp rồi, thứ lại sám hối ý nghiệp cho được thanh tịnh. Hết thảy chúng sanh luân hồi sinh tử không được giải thoát đều do ý nghiệp. Thập ác ngũ nghịch kiết tập kiên cố quyết định đều cho ý nghiệp. Cho nên Phật dạy rằng, không đoạn được tham dục, sân nhuế và ngu si tà kiến, thì sao phải đọa địa ngục, chịu khổ vô cùng. Ngày nay, đại chúng đã cùng nhau nhận thấy rằng, cái tâm nó thúc đẩy cái thức làm việc, cũng như vua chỉ huy tất cả đình thần. Miệng nói lời ác, thân làm việc ác, nên hay chiêu tập quả báo đau khổ kịch liệt trong sáu đường. Nên biết rằng, thân bị hủy diệt tan mất, việc ấy là do tâm tạo. Nay muốn sám hối trước phải đoạn trừ các tâm, sau mới đánh dẹp cái ý. Vì cớ gì vậy? Kinh dạy rằng, chế ngự tâm lại một chỗ thì việc gì cũng xong. Vậy thì tâm trong sạch, đó là nguồn gốc của giải thoát. Ý thanh khiết, đó là nền tảng của tiến hóa. Được như thế thì quả báo kịch liệt nơi tam đồ không lại, mà thống khổ vô cùng trong ác đạo cũng chẳng qua. Nhưng thân nghiệp, khẩu nghiệp, thô thiển bên ngoài dễ trừ, ý nghiệp rất vi tế bên trong thật là khó trừ. Như Lai là bậc đại thánh, nhất thế trí. Nhân đối với thân, khẩu, ý mới không cần giữ gìn. Phàm phu ngu muội mê lầm, dám không cẩn thận hay sao? Nếu không đánh dẹp ba nghiệp làm cho ba nghiệp thanh tịnh, thì chưa thấy được điều lành của ba nghiệp. Vì thế nên kinh dạy rằng, phòng ngừa cái ý như canh gác cửa thành, giữ gìn cái miệng như bưng bít miệng bình. Như thế, chúng con đâu dám không giữ gìn ba nghiệp hay sao? Chúng con từ vô thủy trở lại cho đến ngày nay, thọ thân này do vô minh phát khởi ra ái dục, làm cho thêm lớn đường sinh tử, và cũng hay làm đầy đủ 12 điều khổ, 8 tà, 8 nạn, luân hồi lưu chuyển trong tam đồ lục đạo, không có chỗ nào là không trải qua. Chịu vô lượng khổ trong những chỗ như vậy đều do ý nghiệp cấu tạo sinh ra oán thù. Ý nghiệp niệm niệm phan duyên chưa từng tạm xả, kích động lục căn chạy khắp ngũ thể. Những ác nghiệp nặng hay nhẹ đều do ý tạo ra cả. Nếu thân và khẩu chưa vừa ý, thì tâm càng thêm giận dữ độc ác, bèn sát hại nhau không thương xót. Như chúng con hơi có chút ghẻ ngứa đã không thể chịu được, giả sử việc ấy ở nơi người khác thì sự đau khổ không bao nhiêu, hoặc thân mình hơi đau một chút thì rên la. Còn như đánh đập người khác thì sợ họ không đau, ít đau, không thấm thía. Thấy lỗi của người lòng muốn tuyên truyền nói ra, tự mình có lỗi không muốn người khác nghe biết, có tâm niệm như vậy thật là xấu hổ. Lại nữa, ý khởi sân hận là mở đường rộng lớn, rước oán tặc vào tâm. Sở dĩ trong kinh Phật dạy rằng, giặc cướp công đức không gì hơn sân nhuế. Lại nữa, kinh Hoa Nghiêm dạy rằng, Phật tử khởi lên một niệm sân tâm, thì trong tất cả ác tâm không có tâm nào ác hơn nữa. Vì sao vậy? Vì khởi lên một niệm sân,
thì phải chịu 100.000 vạn sự chướng ngại. Chướng không thấy Bồ Đề, chướng không nghe được chánh pháp, chướng làm cho sinh vào đường ác, chướng sinh ra nhiều tật bệnh, chướng bị người hủy báng, chướng sinh ra ám độn, chướng làm mất chánh niệm, chướng làm cho mất trí huệ, chướng làm cho gần ác tri thức, chướng không ưa việc hiền lành, chướng làm cho xa chánh kiến, cho đến xa lìa chánh giáo của Phật, vào cảnh giới của ma, trái với thiện tri thức, các căn khiếm khuyết, sinh vào các nhà làm việc ác ở nơi biên địa. Những chướng như vậy đều do sân hận nhiều không thể kể xiết. Chúng con từ vô thủy trở lại cho đến ngày nay, lẽ ra cũng có vô lượng vô biên ác tâm sân hận, cho đến khởi sân hận không kể gì bà con họ hàng, huống nữa là đối với các chúng sanh trong lục đạo. Cho đến do sân hận mà gây ra phiền não mãnh liệt độc ác mà mình không tự biết, chỉ về phần sự tướng bên ngoài không thực hiện được như ý muốn, chớ về tâm tưởng thì không có việc gì tâm không nghĩ đến. Bởi thế, cho nên một phen thiên tử nổi giận thì thay phơi đầy đường ngàn dặm. Từ vua trở xuống thì tự do ngang tàn quấy nhiễu chúng sanh, đánh đập, trói buộc những người vô tội. Đó là sự ác độc của ý nghiệp. Vậy mà chưa có một ngày nào biết hổ thẹn ăn năn. Ngày nay, đại chúng đồng nghiệp trong đạo tràng nhận thấy phiền não sân hận của ý nghiệp rất sâu kín. Dầu chúng ta có muốn xả bỏ, nhưng gặp cảnh nó cũng sinh tâm, cùng với ác ý hoạt động, niệm niệm xúc chạm nhau, không biết lúc nào thoát ly được khổ não ấy. Đại chúng đã biết tội này không thể được yên, cho nên phải mau khấu đầu lễ bái, tỏ hết lòng thành sám hối tội sân hận, nguyện xin trừ diệt. Mọi người phải đầu thành đảnh lễ, quy y thế gian đại từ bi phụ. Nam mô Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Vô Sở Phụ Phật. Nam mô Cung Kính Phật. Nam mô Oai Đức Thủ Phật. Nam mô Trí Nhật Phật. Nam mô Tu Di Đảnh Lễ Phật. Nam mô Liên Hoa Phật. Nam mô Ứng Tán Phật. Nam mô Trí Thức Phật. Nam mô Na La Diên Phật. Nam mô Thường Lạc Phật. Nam mô Đa Công Đức Phật. Nam mô Sư Tử Du Hí Bồ Tát. Nam mô Sư Tử Phấn Tấn Bồ Tát. Nam mô Vô Biên Thân Bồ Tát. Nam mô Quán Thế Âm Bồ Tát. Lại quy y như vậy, mười phương tận hư không giới hết thảy Tam Bảo. Nguyện xin Tam Bảo đem từ bi lực, vô lượng vô biên tự tại lực, nạp thọ chúng con, ngày nay hướng về tứ sinh lục đạo, cha mẹ, sư trưởng, hết thảy bà con, mà sám hối bao nhiêu oán thù do ý nghiệp đã kết lại, hoặc có oán thù hay không phải oán thù, hoặc khinh hoặc trọng. Những oán thù đã kết nối, nguyện xin sám hối trừ diệt. Những oán chưa kết, quyết không dám kết. Nguyện xin nhờ sức Tam Bảo, đồng gia tâm nhiếp thọ, thương xót, che chở cho chúng con được giải thoát. Đệ tử chúng con từ vô thủy trở lại cho đến ngày nay, do vì nhân duyên ác nghiệp của ý, nên đối với tứ sinh lục đạo, cha mẹ, sư trưởng và tất cả bà con mà kết các oán thù, hoặc khinh hoặc trọng, ngày nay hổ thẹn tỏ bày sám hối, nguyện xin trừ diệt tất cả oán thù. Lại từ vô thủy cho đến ngày nay, y nơi gốc ba độc khởi ra tâm tham, nhân nơi tham sử khởi ra tham nghiệp,
hoặc u ẩn hay hiển hiện, cùng tận hư không giới, hễ nơi nào, lúc nào thấy người có của thì sinh tâm ác, nghĩ rằng ta sẽ lấy của ấy, cho đến của cha mẹ, của sư trưởng, của bà con, của hết thảy chúng sanh, của chư thiên, của chư tiên, những của ấy đều cho là thuộc về ta cả. Tội ác như thế vô lượng vô biên, ngày nay sám hối, nguyện xin trừ diệt. Lại nữa, từ vô thủy trở lại cho đến ngày nay, khởi ra sân nghiệp, ngày đêm luôn luôn thiêu đốt thân tâm, không có một giờ, một phút nào tạm thời dừng nghỉ. Có chút gì không bằng lòng, liền nổi giận đùng đùng, đem chúng sanh ra mà não hại đủ điều, hoặc roi gậy đánh đập, hoặc nhận chìm xuống nước, cho đến dùng cách xua đuổi, bỏ đói khát, trói buộc treo lên trên cao, hay nhốt vào phòng tối cho đến chết. Những tội sân hận như thế vô lượng vô biên, gây ra oán thù không thể kể xiết, ngày nay sám hối, nguyện xin trừ diệt. Lại nữa, từ vô thủy trở lại cho đến ngày nay, tùy thuận vô minh, làm những việc ngu si, tạo tất cả điều ác, không có trí huệ chân chánh, tin theo lời tà, thọ lãnh pháp tà, những nghiệp si mê như vậy, tạo ra oán thù vô lượng vô biên, ngày nay sám hối, nguyện xin trừ diệt. Lại nữa, từ vô thủy trở lại cho đến ngày nay, làm mười tà đạo, kết hết thảy oán thù, tạo tất cả ác nghiệp, niệm niệm phan duyên chưa từng tạm xả, kích động sáu căn, khởi các kiết nghiệp, hoặc thời thân khẩu chưa thỏa mãn thì tâm càng thêm độc ác, cho đến giỡn cười gây ra thị phi, không dùng tâm ngay thẳng làm việc theo người, thường ôm lòng xiểm khúc, không biết hổ thẹn. Những tội như vậy vô lượng vô biên, ở trong lục đạo chịu đại khổ não, ngày nay sám hối, nguyện xin trừ diệt. Đệ tử chúng con, từ vô thủy trở lại cho đến ngày nay, thân nghiệp bất thiện, khẩu nghiệp bất thiện, ý nghiệp bất thiện. Những ác nghiệp như vậy đối với Phật khởi ra tất cả tội chướng, đối với Pháp khởi ra tất cả tội chướng, đối với Bồ Tát hiển thánh khởi ra tất cả tội chướng. Những tội chướng như vậy vô lượng vô biên, ngày nay chí thành cầu xin sám hối, nguyện xin trừ diệt. Lại nữa, từ vô thủy trở lại cho đến ngày nay, thân ba ác nghiệp, miệng bốn ác nghiệp, ý ba ác nghiệp, tạo ra tất cả tội ngũ nghịch tứ trọng, ngày nay sám hối, nguyện xin trừ diệt. Lại nữa, từ vô thủy trở lại cho đến ngày nay, sáu căn, sáu trần, sáu thức, vọng tưởng điên đảo, phan duyên các cảnh, tạo ra tất cả các tội, ngày nay sám hối, nguyện xin trừ diệt. Lại nữa, từ vô thủy trở lại cho đến ngày nay, đối với nhiếp oai nghi giới, nhiếp thiện pháp giới, nhiếp chúng sanh giới, phần nhiều có hủy phạm, sau này thân hoại mạng chung, phải đọa ba đường ác, ở trong địa ngục chịu vô lượng vô biên, hằng sa thống khổ. Sao lại đọa vào ngạ quỷ, sẽ ngu si, không hiểu biết gì, thường bị đói khát, chịu các nhiệt não, rồi lại đọa làm súc sinh, chịu vô lượng khổ, ăn uống vật bất tịnh, cơ hàn khốn khổ. Tội hết, được sinh làm người, đọa vào nhà tà kiến, tâm thường xiểm khúc, tin theo lời tà, mất chánh đạo, chìm vào biển sinh tử, không hẹn ngày ra. Tất cả tội ác oán thù ba đời như thế, nói không kể xiết. Chỉ có chư Phật mới thấy hết, biết hết. Như chỗ chư Phật đã thấy đã biết, tội báo nhiều ít, ngày nay sám hối, nguyện xin trừ diệt. Nguyện xin chư Phật, chư Đại Bồ Tát, đem đại từ bi lực, đại thần thông lực, như pháp điều phục chúng sanh lực, khiến chúng con ngày nay sám hối, tất cả oán thù liền được trừ diệt. Hết thảy chúng sinh trong lục đạo đã chịu oán thù rồi, hay chưa chịu trả oán thù,
nguyện xin nhờ sức đại từ bi lực của chư Phật, chư Đại Bồ Tát và tất cả hiền thánh, khiến hết thảy kẻ oán thù ấy hoàn toàn giải thoát. Từ nay trở đi cho đến ngày chứng quả Bồ Đề, tất cả tội chướng hoàn toàn thanh tịnh, không sinh vào đường ác, sinh về tịnh độ, bỏ sống oán thù, được sống trí huệ, bỏ thân oán thù, được thân kim cang, bỏ ác đạo khổ, được niết bàn vui. Nhớ ác đạo khổ phát Bồ Đề tâm, tứ đẳng lục độ thường được hiện tiền, tứ biện lục thông được tự tại như ý, dõng mãnh tinh tấn, không thôi không nghỉ, tu lên cho đến mãn hạnh thập địa, trở lại độ thoát vô biên chúng sanh. Ngày nay đại chúng đồng nghiệp trong đạo tràng, nguyện xin cho tất cả chúng sanh đời quá khứ, đời hiện tại và cùng tận đời vị lai ở trong bốn loài, sáu đường, đều được nhờ sự sám hối hôm nay mà thanh tịnh, đồng được giải thoát, đồng đủ trí huệ thần thông tự tại. Nguyện xin cho các chúng sanh ấy từ nay trở đi cho đến ngày thành Phật, thường thấy được pháp thân của chư Phật khắp mười phương, tận hư không giới, thường thấy thân tử ma kim sắc, 32 tướng tốt và 80 vẻ đẹp của chư Phật phân tán ra khắp mười phương cứu độ chúng sanh. Thường thấy chư Phật phóng bạch hào tướng quang ở giữa hai chặng mày, tế độ chúng sanh đau khổ trong địa ngục. Lại nguyện xin cho đại chúng đồng nghiệp trong đạo tràng, nhờ công đức nhân duyên sám hối thanh tịnh hôm nay, mà từ nay trở đi, bỏ thân này thọ thân khác, cũng không vào trong địa ngục để chịu những thống khổ, tiêu hình hoại thể, trong giạt nước sôi, lò lửa nóng, không trải qua đường ngạ quỷ, mà chịu các thống khổ đói khát, cổ nhỏ bằng kim, bụng to bằng trống chầu, không trải qua đường súc sinh để đền nợ cũ trả mạng xưa, chịu các sự phanh thây xẻ thịt lôi kéo khốn khổ. Nếu ở trong loài người thì thân không mắc phải 404 bệnh khổ não, không chịu khổ đại hàn đại nhiệt khó nhẫn nại, không chịu khổ vì đau gươm roi gậy đánh đập thuốc độc não hại khốn khổ, không gặp phải tai nạn đói khát khốn khổ. Lại nguyện xin đại chúng từ nay trở đi giữ giới trong sạch, không làm ô uế đạo tâm, thường tu nhân nghĩa, niệm tưởng báo ơn, cúng dường cha mẹ như cúng dường Phật không khác, phụng sự sư trưởng như đối chư Phật, kính trọng quốc chủ như thường trú pháp thân, đối với mọi người như mình không khác. Lại nguyện xin đại chúng từ nay trở đi cho đến ngày thành Phật, hiểu thấu nghĩa lý sâu màu của chư Phật, tâm trí không sợ hãi, rõ thông đại thừa, thấy suốt chánh pháp liền tự khai giải, không phải nhờ ai chỉ bày, một lòng kiên cố cầu đạo Bồ Đề, trở lại hóa độ vô biên chúng sanh, đồng như chư Phật thành bậc chánh giác. Ngày nay đại chúng ẩn thân hay hiện thân trong đạo tràng, xin chứng minh cho lời phát nguyện mãi mõn sau này. Chúng con chánh nguyện, nguyện xin về cảnh của thánh nhân ở, thường hay kiến lập đạo tràng, hưng hiển cúng dường, làm lợi ích rộng lớn cho tất cả chúng sanh. Nguyện thường được tam bảo từ bi nhiếp thọ, thường có thế lực giáo hóa, dìu dắt được dễ dàng, thường tu hành tinh tấn, không say đắm dục lạc ở đời, thường biết các pháp đều không có tự tánh, đối với người oán kẻ thân đều đem điều lành bình đẳng hóa độ, cho đến Bồ Đề tâm không thối chuyển. Từ nay trở đi, một mảy thiện tâm nào cũng nhờ thiện lực này mà thành tựu. Lại nguyện sinh trong loài người, sinh vào nhà từ thiện, lại lập từ bi đạo tràng, cúng dường tam bảo, điều thiện nhỏ nhiệm nào cũng đem bố thí hồi hướng cho tất cả chúng sanh. Nguyện cùng với Hòa Thượng A Xà Lê chung lo tu hành, không xa lìa nhau, trường trai khổ hành, tâm không ái nhiễm, không lập gia đình, trung tín thanh bạch, nhân nhượng hòa bình, tổ mình lợi người,
không cầu danh lợi. Lại nguyện đời đời kiếp kiếp cùng khắp mọi nơi, thường được phụng sự vô lượng vô biên hết thảy chư Phật, chư vị Bồ Tát, chư vị hiền thánh tăng, lễ phẩm cúng dường đều được đầy đủ. Lại nguyện đời đời kiếp kiếp cùng khắp mọi nơi, thường được phụng dưỡng báo bổ ân sâu của cha mẹ, muốn dâng cúng gì đều được đầy đủ. Lại nguyện từ nay cho đến ngày thành Phật, tu đạo Bồ Tát không biết mỏi mệt, tài thí vô cùng, pháp thí vô tận, trí huệ phương tiện làm gì cũng được, tùy theo căn cơ của chúng sanh, cho uống thuốc pháp đều được giải thoát. Đệ tử chúng con, ngày nay ở trước mười phương tam bảo, phát tâm Bồ Đề, từ nay cho đến ngày thành Phật, tu đạo Bồ Tát, thề không thối lui, hằng sinh tâm che chở chúng sanh, hằng sinh tâm độ thoát chúng sanh. Chúng sanh chưa thành Phật, chúng con xin nguyện không chứng quả niết bàn trước chúng sanh. Nguyện xin hết thảy mười phương chư Phật, chư Đại Bồ Tát, Thánh Hiền hiện tiền chứng minh cho chúng con, khiến cho chúng con từ nay cho đến ngày thành Phật, bao nhiêu tội chướng đều được tiêu trừ, tất cả phiền não, thống khổ đều được giải thoát, thân cận chư Phật được Phật thọ ký, tứ vô lượng tâm, lục ba la mật thường được hiện tiền, bốn vô ngại trí, sáu sức thần thông, như ý, tự tại, tùy ý sanh về tịnh độ của chư Phật, hết thảy hạnh nguyện đều được viên mãn, trước độ chúng sanh, sau thành Phật đạo. Chư Phật thường khen ngợi sự phát tâm Bồ Đề. Tâm Bồ Đề tức là tâm Phật, công đức trí huệ vô lượng không thể nghĩ bàn. Giả sử vô lượng kiếp tu hành làm các việc thiện không bằng một niệm phát tâm Bồ Đề. Phát tâm Bồ Đề là nhân thành tựu đạo quả, trước báo ơn Phật, sau cứu độ tất cả chúng sanh. Đệ tử chúng con nguyện thường tự nhớ sự phát tâm Bồ Đề, làm cho tâm Bồ Đề tương tục không gián đoạn. Nguyện xin hết thảy chư Phật, chư Đại Bồ Tát và hết thảy Thánh Hiền cùng khắp mười phương rủ lòng từ bi chứng giám cho chúng con. Nam mô Thanh Tịnh Phật. Nam mô Thanh Tịnh Thí Phật. Nam mô Kiên Đức Phật. Nam mô Chiên Đàng Công Đức Phật. Nam mô Vô Lượng Cúc Quang Phật. Nam mô Quang Đức Phật. Nam mô Vô Ưu Đức Phật. Nam mô Đức Niệm Phật. Nam mô Thiện Du Bộ Công Đức Phật. Nam mô Bảo Hoa Du Bộ Phật. Nam mô Bảo Liên Hoa Thiện Trụ Ta La Thọ Dương Phật. Nam mô Pháp Giới Tạng Thân A Di Đà Phật. Hôm nay chúng con xin nhờ công đức nhân duyên sám hối thanh tịnh và tán thán chư Phật, nguyện cho tất cả chúng sanh trong tứ sinh lục đạo, từ nay trở đi cho đến ngày thành Phật, đều nhờ thần lực của chư Phật mà được tùy tâm tự tại giải thoát. Nam mô cầu sám hối Bồ Tát. Nam mô cầu sám hối Bồ Tát. Nam mô cầu sám hối Bồ Tát. Phát nguyện sám hối. Đệ tử chúng con từ vô thỉ gây bao tội ác bởi lầm mê, đắm trong sanh tử đã bao lần, nay đến trước đài vô thượng giác, biển trần khổ lâu đời luân lạc, giới sinh linh vô số điêu tàn, sống ưu hoài trong kiếp lầm than, con lạc lõng không nhìn ra phương hướng, đàn con dại từ lâu dứt dưỡng, hôm nay trông thấy đạo huy hoàng, xin hướng về núp bóng từ quang, lạy Phật tổ soi đường dẫn bước, bao tội khổ trong đường ác trượt,
vì tham sân si mạng gây nên. Còn hôm nay giữ trọn lời nguyện, xin sám hối để lòng thanh thoát. Trí huệ quang minh như nhật nguyệt, từ bi vô lượng cứu quần sinh. Ôi từ lâu ba chốn ngục hình, giam giữ mãi con nguyện ra khỏi. Theo gót ngài vượt qua khổ ải, lương thuyền từ vượt bể ái hà. Nhớ lời ngài bờ giác không xa, hành thập thiện cho đời tươi sáng. Bỏ việc ác để đời quang đãng, đem phúc lành gieo rắc phàm nhân. Lời ngọc vàng ghi mãi bên lòng, con nguyện được sống đời rộng rãi. Con niệm Phật để lòng nhớ mãi, hình bóng người cứu khổ chúng sanh. Để theo ngài trên bước đường lành, chúng con khổ nguyện xin cứu khổ. Chúng con khổ nguyện xin tự độ, ngoài tham lam sân hận ngập trời. Phá si mê trí huệ tuyệt vời, con nhớ Đức Di Đà lạc quốc. Phật A Di Đà thân kim sắc, tướng tốt quang minh tự trang nghiêm. Năm tu di uyển chuyển bạch hào, bốn biển lớn trong ngần mắt biết. Trong hào quang hóa vô số Phật, vô số Bồ Tát hiện ở trong. 48 nguyện độ chúng sanh, chín phẩm sen vàng lên giải thoát. Quy mạng lễ A-di-đà Phật, ở phương Tây thế giới an lành. Con nay xin phát nguyện giảng sanh, cuối xin Đức Từ Bi tiếp độ. Nam mô cầu sám hối Bồ Tát Ma Ha Tát. Nam mô cầu sám hối Bồ Tát Ma Ha Tát. Nam mô cầu sám hối Bồ Tát Ma Ha Tát. Lời cầu nguyện. Một, nếu như tôi đã từng làm cho ai đau khổ hoặc tổn thương bằng lời nói hay hành động, tôi xin thành tâm sám hối, nguyện cho oan trái giữa tôi và họ đều được hóa giải hết. Và tôi cũng hoàn toàn tha thứ cho những ai đã từng làm cho tôi đau khổ, tổn thương bằng lời nói hay hành động. Cầu mong cho thân tôi không sát sanh, không đạo tặc, không tà dâm, khẩu không nói dối, khoe khoang, đâm thọc, chửi rủa, ý không tham lam, sân hận, tà kiến, không ganh ghét, đố kỵ, ích kỷ, kiêu mạn, biết khiêm hạ, tôn kính mọi người, thường thấy lỗi mình, không thấy lỗi người, và luôn luôn giữ vững tâm được bình thản trước nghịch cảnh của cuộc đời, dù bị chửi mắng, đánh đập hay mưu hại. Nguyện xin ơn trên chư Phật, chư Đại Bồ Tát từ bi gia trì cho chúng con. Từ nay cho đến ngày thành Phật, bao nhiêu tội chướng đều được tiêu trừ. Tất cả lo sợ, bệnh hoạn, tai nạn, phiền não oan trái, khổ đau đều được giải thoát. Sống đời đạo đức yên vui trong chánh pháp, xa lìa mọi ác nghiệp, tu nhiều thiện nghiệp, luôn luôn giữ vững chí nguyện tu hành, thường thân cận với Phật, được Phật thọ ký, tu Bồ Tát đạo, hết thảy hạnh nguyện đều được viên mãn, trước cứu độ chúng sanh đồng thành Phật đạo. Hai, cầu mong cho sư trưởng, huynh đệ, ông bà cha mẹ, anh chị em, bà con dòng họ, kẻ oán người thân của tôi, đừng có oan trái với chúng sanh, không khổ thân, không khổ tâm, giữ gìn thân tâm thường được thanh tịnh, an lạc. Nguyện xin chư Phật, chư Đại Bồ Tát từ bi gia trì cho sư trưởng, huynh đệ, ông bà cha mẹ, anh chị em, bà con dòng họ, kẻ oán người thân của chúng con. Từ nay cho đến ngày thành Phật, bao nhiêu tội chướng đều được tiêu trừ. Tất cả lo sợ,
bệnh hoạn, tai nạn, phiền não, oan trái, khổ đau đều được giải thoát. Sống đời đạo đức, yên vui trong chánh pháp, phát tâm Bồ đề, tin sâu lý nhân quả, tu đạo Bồ Tát độ thoát chúng sanh. 3. Cầu mong cho hết thảy chúng sanh trong đường thiên nhân Atula, súc sanh, ngạ quỷ, địa ngục đừng có oan trái lẫn nhau, không khổ thân, không khổ tâm, giữ gìn thân tâm thường được thanh tịnh, an lạc. Nguyện xin ơn trên Tam Bảo từ bi gia hộ hết thảy chúng sanh trong đường thiên nhân Atula, súc sanh, ngạ quỷ, địa ngục. Từ nay cho đến ngày thành Phật, bao nhiêu oan trái tội chướng đều được tiêu trừ, tất cả phiền não thống khổ đều được giải thoát. Tùy ý sanh về tịnh độ của chư Phật, hạnh nguyện Bồ Tát thành tựu viên mãn, được kim căn tâm, thành bậc chánh giác, rộng độ chúng sanh, đồng thành Phật đạo. 4. Nguyện cho tất cả chúng sinh ở hướng đông đừng có oan trái lẫn nhau, hãy cho được sự yên vui. Nguyện cho tất cả chúng sinh ở hướng tây đừng có oan trái lẫn nhau, hãy cho được sự yên vui. Nguyện cho tất cả chúng sinh ở hướng nam đừng có oan trái lẫn nhau, hãy cho được sự yên vui. Nguyện cho tất cả chúng sinh ở hướng bắc đừng có oan trái lẫn nhau, hãy cho được sự yên vui. Nguyện cho tất cả chúng sinh ở hướng trên đừng có oan trái lẫn nhau, hãy cho được sự yên vui. Nguyện cho tất cả chúng sinh ở hướng dưới đừng có oan trái lẫn nhau, hãy cho được sự yên vui. Nguyện cho tất cả chúng sinh ở khắp mười hướng đừng có oan trái lẫn nhau, hãy cho được sự yên vui. Kinh Tâm Từ. Một, một thuở nọ Đức Thế Tôn ngự tại xứ Xá Vệ, gần đến ngày an cư nhập hạ suốt 3 tháng trong mùa mưa. Chư tỳ khưu từ khắp nơi đến đảnh lễ Đức Thế Tôn, xin Ngài dạy đề mục thiền định, đối tượng thiền huệ thích hợp bản tánh của mỗi tỳ khưu. Khi ấy, có 500 tỳ khưu sau khi thọ giáo đề mục thiền định xong, dẫn nhau đến khu rừng núi Himavantu. Nơi ấy cây cối xanh tươi, có nguồn nước trong lành. Chư tỳ khưu an trú tại khu rừng núi đó, hằng ngày ngồi hành thiền dưới những cội cây, do oai lực giới đức trong sạch của quý Ngài, làm cho nhóm thiên thần ngự trên cội cây không thể ở yên ổn được, nên đành dẫn thân quyến xuống ở dưới mặt đất, làm cho họ sống rất vất vả khổ cực. Nhóm thiên thần này cùng nhau bàn luận rằng, chúng ta nên hóa ra những hình ảnh đáng ghê sợ, những thứ âm thanh rùng rợn, những mùi tanh hôi khó chịu, khiến cho các vị ấy không thể nào tiếp tục ở lại nữa. Thật vậy, chư tỳ khưu đang tiến hành thiền định và thiền huệ, ban đêm nhìn thấy những hình ảnh ghê sợ, nghe những âm thanh rùng rợn, ngửi những mùi tanh hôi rất khó chịu, làm cho tâm một số đông chư tỳ khưu bị dao động, không ổn định, sanh tâm sợ hãi. Do đó, thân thể gầy ốm, khuôn mặt xanh xao hốc hác, phát sanh bệnh hoạn, khiến cho tâm không thể an trú trong đề mục thiền định. Một hôm, chư tỳ khưu họp lại bàn với nhau rằng, chúng ta nên trở về xin phép Đức Thế Tôn an cư nhập hạ ở một nơi khác. Tất cả chư tỳ khưu đều đồng tâm nhất trí lên đường trở về Xá Vệ, đảnh lễ Đức Thế Tôn, kể rõ những tai họa xảy ra do nhóm thiên thần trong khu rừng núi ấy. Kính xin Đức Thế Tôn cho phép chúng con an cư nhập hạ ở một nơi khác. Quán xét thấy không có chỗ nào thuận lợi hơn khu rừng ấy, Đức Thế Tôn khuyên dạy rằng, này chư tỳ khưu, chỗ khác không có nơi nào thuận lợi hơn nơi đó, các con nên trở về chỗ cũ. Lần này Như Lai sẽ dạy các con bài kinh Metta-sutta, bảo vệ cho các con được an toàn để thực hành các đề mục thiền định và thiền huệ. Trước khi hành thiền, các con nên niệm rải tâm từ.
cầu mong cho tất cả chúng sanh thân thường được an lạc vô sự, tâm thường được thanh tịnh, đừng làm khổ nhau bằng thân hoặc bằng khẩu do tâm nóng giận hận thù. Chư tỳ khưu thực hành theo lời giáo huấn của Đức Thế Tôn, rồi cùng nhau trở lại khu rừng núi cũ. Khi ấy, nhóm thiên thần trong khu rừng ấy cảm thấy mát mẻ, an lạc do năng lực tâm từ của chư tỳ khưu, nên vô cùng hoan hỷ, hộ độ chư tỳ khưu sống yên ổn, tiến hành niệm rải tâm từ và thiền định, chứng đắc bậc thiền sắc giới làm nền tảng, làm đối tượng để tiến hành thiền huệ. Trong mùa an cư nhập hạ ấy, toàn thể chư tỳ khưu đều chứng ngộ chân lý tứ thánh đế, chứng đắc tứ thánh đạo, tứ thánh quả và niết bàn, trở thành bậc thánh a la hán cao thượng. Hai, lại nữa, một thời Đức Phật ngự tại Xá Vệ, khi đó có một tỳ khưu bị rắn cắn chết. Chư tỳ khưu đến đảnh lễ Đức Phật rồi thưa rằng: Bạch Đức Thế Tôn, tối hôm qua có một tỳ khưu bị rắn cắn chết. Này chư tỳ khưu, chắc chắn vị tỳ khưu ấy không niệm rải tâm từ đến dòng tộc của bốn loài rắn chúa, nên tỳ khưu ấy mới bị rắn cắn chết. Nếu vị tỳ khưu ấy tiến hành niệm rải tâm từ đến dòng tộc bốn loài rắn chúa, thì tỳ khưu ấy không bao giờ bị rắn cắn chết. Này chư tỳ khưu, hãy tiến hành niệm rải tâm từ đến dòng tộc của bốn loài rắn chúa để bảo vệ mình không bị rắn cắn. Rải tâm từ của tôi đến chúng sinh không chân, xin đừng làm khổ tôi. Rải tâm từ của tôi đến chúng sinh hai chân, xin đừng làm khổ tôi. Rải tâm từ của tôi đến chúng sinh bốn chân, xin đừng làm khổ tôi. Rải tâm từ của tôi đến chúng sinh nhiều chân, xin đừng làm khổ tôi. Rải tâm từ của tôi đến các dòng rắn chúa, xin đừng làm khổ tôi. Rải tâm từ của tôi đến các loài ruồi, muỗi, rận rẹp, rắn rít, bò cạp, kiến, gián ong, nhện nhện, tắc kè, chuột, côn trùng, di trùng, vân vân. Những loài có tánh hung dữ, xin đừng làm khổ tôi. Tôi thường luôn niệm tưởng ân Đức Phật, ân Đức Pháp, ân Đức Tăng, cầu xin cho tất cả chúng sinh trong mười phương đừng có oan trái lẫn nhau, hãy cho được sự yên vui, tránh khỏi các điều rủi ro tai hại, cho được thành tựu những hạnh phúc, khiến cho tất cả những sự khổ não, kinh sợ, bệnh hoạn, tai nạn đều tiêu tan. Khi đó Đức Thế Tôn muốn tuyên lại nghĩa trên mà nói kệ rằng: Một, rải tâm từ của tôi đến với dòng rắn chúa tên Di Rũ Ba Kha. Rải tâm từ của tôi đến với dòng rắn chúa tên E Rã Pa Tha. Rải tâm từ của tôi đến với dòng rắn chúa tên Chayabutha. Rải tâm từ của tôi đến với dòng rắn chúa tên Kanhagothama. Hai, rải tâm từ của tôi đến chúng sinh không chân, xin đừng làm khổ tôi. Rải tâm từ của tôi đến chúng sinh hai chân, xin đừng làm khổ tôi. Rải tâm từ của tôi đến chúng sinh bốn chân, xin đừng làm khổ tôi. Rải tâm từ của tôi đến chúng sinh nhiều chân, xin đừng làm khổ tôi. Rải tâm từ của tôi đến tất cả chúng sinh, cầu mong không một ai gặp phải cảnh khổ đau. Ba, tôi thường luôn niệm tưởng ân Đức Phật vô lượng, ân Đức Pháp vô lượng, ân Đức Tăng vô lượng, hằng đêm ngày cầu nguyện các loài chúng sinh là rắn, bò cạp, rít nhện, tắc kè, chuột, vân vân, các loài bò sát ấy, xin đừng làm hại tôi. Bốn, con đảnh lễ chư Phật hiện tại và quá khứ, xin tất cả chúng sinh có tính hay hung dữ, tránh xa đừng hại tôi. Bài kinh Khandajuttha này làm tiêu tan chất độc, trong phạm vi rộng lớn còn ngăn được tai họa,
suốt cả ngày lẫn đêm. Bài kinh Khanja Sutta này hành giả nên tụng niệm. Nguyện an lành. Nguyện ngày an lành, đêm an lành. Ngày đêm sáu thời luôn an lành, tất cả thời gian luôn an lành. Ngưỡng mong bổn sư ban an lành. Nguyện ngày an lành, đêm an lành. Ngày đêm sáu thời luôn an lành, tất cả thời gian luôn an lành. Ngưỡng mong Tam Bảo giúp an lành. Nguyện ngày an lành, đêm an lành. Ngày đêm sáu thời luôn an lành, tất cả thời gian luôn an lành. Ngưỡng mong hộ pháp giúp an lành. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.